Khi nào thì bạn biết bạn đã tìm đúng một nửa của đời mình? Em chào anh ạ. Em là Chi, em mới chuyển nhà đến đây hôm nay. Hai em. À anh ơi, em mới chuyển nhà đến đây nên là nhà em vẫn chưa lắp được mạng. Mà tối nay thì em phải làm bài tiểu luận để ngày mai nộp ấy ạ. Anh có thể cho em xin pass wifi nhà mình được không ạ? Em bảo anh bắt lựu đạn cũng được chị ạ. Dạ. Ý anh là tân lựu đạn. Tân lưu gian nhá. Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh nhá. Em chào anh. Chào em. Em là thật hay giấc mơ vậy? Lựu đạn sắp được nổ rồi Tân ơi. Và sau đó em rất hay sang nhà tôi. Xem điện thoại lát quá. Cho em xem với anh nhá. Văn Hậu đang theo sát cầu thủ đối phương. Quả đá phạt cho chúng ta. Em thích tôi biết thừa. Nhưng vẫn bất ngờ khi em lại thích một người như tôi. Không. Không. Không được nghĩ bậy. Well, well, well. Kìa. Sao chàng thờ ơ với em thế? Chàng không thích em à? Ê, anh sao đấy? Anh không sao. Tối mai lại có tập cuối Vagabond rồi đấy. Tối mai 8 giờ em lại sang nhá. Anh biết em có tình cảm với anh ngay từ lần đầu tiên mình gặp mặt. Cảm ơn em vì đã nhận ra sự chân thành, ấm áp và thu hút của anh. Anh trân trọng từng khoảnh khắc bên em trong thời gian vừa qua. Làm bạn gái anh nhé. Tối mai 8 giờ em lại sang nhé. Ok. Em không sang, thì mình sang. Làm thằng đàn ông phải chủ động. Hôm nay em không sang nhà anh à? Chào anh. Đây là người yêu em. Hôm nay nhà em lắp mạng nên là em nhờ anh ấy sang giúp. Lâu nay biết anh dùng internet truyền hình Viettel ngon hay là ngon ấy, nên là em phải đăng ký luôn đấy. Anh xin lỗi nhưng mà đây là ai cơ? Người yêu của em ạ. Đây là ai? Người yêu của em. Người yêu của em. À, em đùa anh à? Tại sao không phải là anh? Anh Tân. À. Mà anh đi đâu mà cầm hoa đẹp thế này? Hoa của người yêu anh mà. Hôm nay sinh nhật cô ấy. Lãng mạn thế nhở? Thế thôi anh về đây. Vậy là
em đến với tôi không phải vì em thích tôi, mà chỉ vì Internet và truyền hình Viettel TV. Gói cước combo sport chỉ từ 305.000, có ngay 160 kênh truyền hình và chùm kênh thể thao ca cộng, cùng Internet nhanh, ổn định của Viettel. Em chào anh, em là Thu, hôm nay em vừa mới chuyển đến, không biết là em có thể... Tân lựu đạn, pass wifi nhà anh nhá. Không anh ơi, thật ra hôm nay là sinh nhật em. Em có thể mời anh sang chung vui với em được không ạ?